bổn sư thích ca ni phật kính thưa tất cả các phật tử cùng tất cả các bạn nghe chương trình buổi tối hôm nay đúng là chúng ta nói về một cái bài nó nằm ở trong cái tài liệu của ma ra tức là nhận dặm nhận lầm diện mạo là sự ràng buộc ừ. nhưng mà trong bài nó có câu là chúng ta không thể là cái chúng ta cho đến khi tỉnh thức. Trong vấn đề tu học, nhất là của giáo lý Đức Phật, là nếu chúng ta không có thật sự tỉnh thức, thì thật sự tất cả các vấn đề tu của chúng ta đó, nó không là gì hết. Trong kinh hay nói là nếu một người chưa phá biết Pháp Bồ Đề Tâm, thì tu tất cả các Pháp đều là nghiệp ma. À, nhiều kinh điển nhiều nhiều như là giáo lý của Đức Phật đã nói vậy. Bởi vì ma là sao? Là bởi vì chúng ta tu nhưng mà không biết ai tu. Bởi vì cái mà chúng ta đang tu đang học đang đang sống như thế này đó, thật sự đó là cái ma nghiệp. Ma là một cái sự ảo ảnh của cái thức tâm chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng có con người, có sự sống, có làm cái này cái kia tất cả những cái đó một ngày nào khi mà chúng ta tỉnh thức rồi thì chúng ta thấy nó khó hơn nó không phải như vậy đó. nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta nói nếu mà một người nào nói à bạn tu như vậy bạn học như vậy là ma nghiệp thì chúng ta rất khó không tin được bởi vì chính chính chúng ta biết rằng chúng ta đang tu đang học đang tìm cái cách để chuyển hóa cái tâm thức mình nhưng mà thật sự nếu chúng ta không biết cái con đường mà chuyển hóa để cái tâm thức của chúng ta nó phục hồi được như chính nó thì tất cả những cái ảo giác của chúng ta trong cuộc sống này nó đã là cái nghiệp cái uyển, quyển nó 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 không có thật rồi. Còn hú chi là cái sự tu học của chúng ta. Nhưng mà điều này nói thật sự là lúc nào cũng có thể nói được nhưng mà đối với khi mà chúng ta chưa giác ngộ thì nó gọi là nói quá sớm hay là nói nó không hiểu được thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu chúng ta nghe cái bài nhận diện nghĩa là nhận diện lầm là là chúng ta sẽ lại là bị ràng buộc nó chẳng những nó không có tỉnh thức mà chúng ta lại là ràng buộc bởi vì tất cả cả con người đều bị ràng buộc cái sự ràng buộc nó đưa đi đến cái những cái nhân quả tâm tối và dù chúng ta có hành có tu bất cứ cái gì đi nữa thì nó cũng chỉ đi lòng dầm thôi ừ. cho nên tất cả giáo pháp của đức Phật ra đời thật sự từ trước sau chỉ nói, chỉ nói về cái sự giác ngộ thôi nhưng mà nói nhiều cách Đức Phật nên là nói nhiều pháp môn nhiều phương diện để chúng ta thực tập nhưng mà cái sự thực tập chính thức là chúng ta có thể nhận diện được cái cái chân lý và thay đổi tất cả những cái sự hiểu lầm bất cứ một cái quan điểm nào bất cứ một cái ý nghĩ nào chúng ta đều sai lầm bởi vì ý nghĩ nó đã là sai lầm rồi nó là cái tưởng tri rồi nó nằm trong ngũ ấm thì thì tất cả những cái mà bị nó tưởng thì đều là không 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 đúng thật chúng ta hãy nghe cái bài này Có một người khách hỏi Mara như thế này Hỏi uh, ông khách ông ngập ngừng vì e ngại về cái tính chất um, sơ đẳng của câu hỏi Ông ta bảo rằng nếu vấn đề ràng buộc và giải thoát Là do sự nhận diện chính mình với thân xác Vậy bằng cách nào và vì sao sự nhận diện này lại xảy ra À. chúng ta nghe lại cái câu hỏi này có nhiều khi người những người mà hỏi những điều này là thật sự những người nó trí thức lớn lắm mà những người có thể là họ là những nhà văn những triết gia hoặc là những người đi tìm tìm đạo thật sự họ băn khoăn họ không hiểu về chính mình không hiểu thật sự là mình là cái gì tại sao mình sống trong cuộc đời này mà mình luôn luôn mình đam mê cái này đam mê cái kia và sự sống của mình chưa bao giờ mà thật sự tỉnh thức hết cho nên người ta mới đặt câu hỏi ừ. nghĩa là người ta có những cái mốc nghi ngờ và không hiểu biết thật sự ở trong tâm họ họ mới hỏi Đó. Ừ. nên um, ông ta bảo rằng nếu vấn đề ràng buộc và giải thoát là do sự nhận diện chính mình với thân xác vậy bằng cách nào và vì sao sự nhận diện này lại xảy ra đó ừ. tại sao ta chúng ta lại bị ràng buộc rồi lại muốn giải thoát thì tất cả nó xảy ra như thế nào mà chúng ta là thấy như vậy là hiểu như vậy chúng ta không thấy cái nguyên nhân đó mà chúng ta sẽ cảm cái một cái gì nó khó chịu và một cái gì sẽ muốn biết hoặc một cái gì mà chúng ta chưa biết đó. trong tâm lý của của mỗi người là như vậy đó Vị khách nói tiếp. Có lẽ ông ta quyết định đã hỏi, thì hỏi đến nơi. Ông ta không hiểu tại sao một người cần phải có cái biết tâm linh. Vì vào lúc cuộc đời kết thúc thì cả, cả bậc giác ngộ lắng kẻ vô minh đều như nhau. Thân xác trở về với ngũ đại và ý thức trở thành niguna tức là cái không thể hiện nữa. Đó. Như là cái người mà hỏi này cũng là một người có thể là một người họ đã tiến hóa rất có sâu và họ chưa quyết định được. Cho nên họ mới biết cái cách đặt câu hỏi. Chứ như như tôi thì nhiều khi chưa chắc tôi biết đặt cái câu hỏi đúng như vậy đâu. Thỉnh thoảng Marari vẫn lắng nghe người hỏi với hai mắt nhắm. Tức là ông thường thường ông nhắm mắt lại để ông yên lặng, ông nghe, nghe thứ cái đó gì. Cho nên những điều đó cũng không phải là dễ dàng. Nhất là khi người hỏi bằng tiếng Marathi. Marathi. Um. Marathi. Lắng nghe người khách này. Marathi. Cái tiếng là tiếng Marathi mà ông âm, âm, âm này là ông Mara ông Marari lắng nghe người khách này hỏi cùng với hai mắt nhắm nhưng trong khi nghe những những thể hiện trên mặt ông luôn luôn thay đổi lúc này trong ông có vẻ nghiêm khắc và tôi nghĩ ông sẽ ngắt lời người hỏi và bảo đây là loại câu hỏi gì vậy nhưng chẳng bao lâu vẻ nghiêm khắc trở nên hòa dịu và ông mỉm cười marari bắt đầu nói một cách nhỏ nhẹ hai mắt vẫn nhắm trước tiên hãy giải quyết những điều căn bản toàn thể vũ trụ thì hiện là một sự xuất hiện trong ý thức toàn thể vũ trụ thì hiện là thiện trong ý thức nên ông không có ý thức thì vũ trụ không tồn tại đối với ông vì ông hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên cứ người hỏi thì là người không hiểu về cái ý thức là cái gì và ông cũng chưa từng từng tự chứng nghiệm về cái 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 ý thức của mình. Còn cái người mà nói tức là một người giác ngộ tức là ông Marari đó thì ông mới bảo là toàn thể vũ trụ là một sự hiện một sự xuất hiện trong ý thức tức là trong ý nghĩ của chúng ta vũ trụ này nó có thể xuất hiện trong ý nghĩ của chúng ta ừ. còn tất cả chúng ta con người và sự vật nó đều là như thế ừ. nó đều là cái tướng để phô diễn ra một cái hiện tượng gì đó một cái gì đó mà nó làm đối lập với cái sự cái sự hiểu biết cái cái tầm nhìn của 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 con mắt của loài người cũng như tất cả âm thanh nó chỉ là cái đối diện cho cái cái tiếng trong trong lỗ tai của mình thôi nhưng mà điều đó mình đã quen thuộc quá rồi mình nhìn là mình thấy tất cả những cái sự cũng như nó nó, nó đối lập ừ. cũng như cái, cái cảnh nó đối lập với tâm mình đối diện với tất cả các hiện tượng giới và trong đó mình sanh ra nghi ngờ, mình sanh ra không hiểu biết. Và có khi mình ngu ngơ cũng không có biết cái gì hết cả. Ừ. Vì thế cho nên luôn luôn mình có cái sự dao động trong lòng và mình có sanh ra câu hỏi. Ừ. Cái điều này nó cũng nói lên là tất cả cái tâm niệm quan tưởng và cái vọng tưởng của con người đó, nó đều từ cái Thật sự nó không biết chính nó nó không biết cái trạng thái tâm nó như thế nào cho nên trong cái sự tu học hay là trong cái tính chất mà tìm biết được cái chân lý thì cái việc đầu tiên nó cần là phải sự có sự tính thức nếu là thường thường mình nói hay mình làm việc gì nó ở trong cái cơn mê chứ không phải là tính. và trong cơn mê thì nó không biết nó nó không biết nó bao giờ cả cũng như mình nói là chính ở trong cái nguyên lý đó nó nói chứ ít khi mình vừa nói vừa biết mình nói và mình không biết rằng khi mình nói đó cái gì nó sanh ra cái nói nó sanh ra ngôn ngữ cho đến cái gì nó sanh ra cái điều cần thiết cái điều muốn để nói nghĩa là mình không thấy gì hết cả và cái không thấy hoặc là cái thấy đó nó nó đều là một cái tính chất mơ hồ cái tính chất mà mình không bao giờ mình được yên ổn bởi vì chính mình không biết điều đó cho nên mình cũng không biết chính mình con người cứ sống gọi là theo lý tưởng nhưng mà theo lý tưởng là khi mình đứng ở ngoài mình nói thế thôi chứ còn cái lý tưởng nếu mình có một cái lý tưởng gì thì cái lý tưởng đó là nó nó làm một cái sức đẩy hoặc sức hút cho cái vấn đề mà phát sinh ra phát sinh ra cái tìm cầu phước phát sinh ra cái cái ham muốn hay là cái cái tính chất phản nghịch lại cái sự ham muốn đó nó tạo thành một sự xung đột gọi là đời sống đời sống này luôn luôn nó xung đột nó xung đột từ vật chất cho đến tinh thần của con người nó xung đột từ cái tính chất không biết quan tưởng và chống chọi ồn ào cho đến khi mà hiểu biết bởi vì hiểu biết là nó nằm ở trong cái cái không biết mà nó biết Nó tạo thành cái biết Chứ không phải là sự giác ngộ Không phải là tỉnh thức Cho nên tất cả điều nói của nó đều là vô nghĩa Thành bao nhiêu chân lý Ví dụ ngày xưa Không phải là nói người thường Lúc mà Đức Phật ra đời có rất nhiều triết gia Có tới mấy chục thứ triết gia Nói là gần sáu mươi mấy lại triết lý sáu mươi lấy gọi là ngoại đạo đó. đó. Chúng ta đọc trong kinh Nikaya chúng ta sẽ thấy những cái bài đầu của kinh nó rất nhiều cái, cái nhất là ở trong uh... trung bộ hay là trường bộ đó. Đó. Thì, thì chúng ta thấy rằng con người nó nó rất cái sự hiểu biết là một cái tính chất nó nó quan mang mình 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 biết về cái không biết cho nên mình hỏi những cái điều để mình biết. Còn mình biết về cái điều biết là cái biết cái đó mình tưởng tượng và mình biết về những cái sự sai lầm chứ không phải là sự biết dù là vật hay tâm. Mình phải mượn cái ý nghĩ và mình phải mượn cái danh từ, mình vừa vừa cái tiếng lời để mình xác định chứ còn mình không thể biết sự thật. Mà giá trị mình biết sự thật thì cái sự thật đó cũng không có thật cái thế giới này là một thế giới mình nằm mình ở trong mơ mình ở trong một cái giấc mộng nhưng mà cái giấc mộng đó khi chưa tỉnh thì mình không thể hiểu được cũng như người ở trong cảnh chim bao mình không thể không thể nói là đây là giả được bởi vì trong chim bao nếu mà mình hoàn toàn mình không tỉnh thức thì con người mình trong chim bao nó luôn luôn nó là vậy à. cho nên mình có thể tỉnh những cái cái nhỏ nhỏ Ví dụ mình sống một nơi nào đó Mà đến khi mình nghĩ ra Thì mình biết cái đó nó không phù hợp Mình bỏ cái đó đi Cũng như trong cuộc đời này Mình thấy là mình làm ăn Hay là mình hợp tác Hay là mình sinh hoạt Mình làm bất cứ cái gì đó Nó tùy theo cái cái ham muốn của mình Nó tùy theo cái cái độ mà nhu cầu của mình trong sâu xa đó mình nhu cầu về cái này nhu cầu về vật chất hay là nhu cầu về tinh thần hoặc là nhu cầu về văn hóa hoặc nhu cầu đủ thứ nó 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 cần thiết điều đó một người họ không có cần thiết điều đó thì cái điều đó đối với họ nó không có phải là cái cái gì chân lý hay, hay là nó không có cái giá trị như là những người cần thiết cần phải có dù từ cái nhỏ cái lớn nó có vô số như thế là bởi vì cái chủ yếu cái cái quan trọng là cái chỗ khởi sinh ra cái tâm thức đó vì sao mà mình phải có cái chỗ đó chứ chứ không phải bởi vì có khi mình cần điều này mà người khác không cần có khi mình muốn điều đó mà người khác không muốn cái có có lúc mình biết nhưng mà người khác không biết còn mình không biết người khác biết cho nên nó lộn xộn lắm nó nó không bao giờ đồng nhất ở trong một cái cái tính chất mà người ta chấp nhận nghĩa là vậy mà mà nó là còn phải cả đợi thời gian không gian nghĩa là tập tục điều đủ thiếu mà có người là sống ở trong cái vòng lẩn quẩn đó từ cái chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn chuyện gì cũng vậy nó cũng lẩn quẩn lẩn quẩn ừ. cho nên chúng ta hãy nghe người ta trả lời đây ừ. ông ta không hiểu tại sao một người cần phải có cái hiểu biết tâm linh vì vào lúc cuộc đời kết thúc thì cả bậc giác ngộ lẫn kẻ vô minh đều như nhau tức là thân xác trở về với các bụi đó với ngũ đại và ý thức trở thành ni tức là cái cái nó không thể hiện nữa bởi vì nếu một lúc nào chúng ta thấy được ý thức đó thì chúng ta sẽ biết những câu nói này nó rất sâu Thỉnh thoảng Mary vẫn lắng nghe người hỏi với hai mắt nhắm, nhất là khi người hỏi bằng tiếng Marathi. Mary lắng nghe người khách hỏi cùng với hai mắt nhắm, nhưng trong nghe những thể hiện. Nhưng khi nghe những thể hiện trên mặt âm, luôn luôn thay đổi lúc này trong âm có vẻ nghiêm khắc và tôi nghĩ âm sẽ ngắt lời người hỏi và bảo đây là loại câu hỏi gì vậy? Nhưng chẳng bao lâu sẽ nghiêm, vẻ nghiêm khắc trở nên hòa dịu và âm mỉm cười. Mary bắt đầu nói một cách nhỏ nhẹ, hai mắt vẫn nhắm. Trước tiên hãy giải quyết những điều căn bản. Nghe lọng bảo là cái câu hỏi đó có thể để chậm lại một chút phía sau, còn ta phải giải quyết cái điều căn bản. Ừ toàn thể vũ trụ thiện là một sự xuất hiện trong ý thức. toàn nếu ông không có ý thức thì vũ trụ không tồn tại đối với ông, vì ông hoàn toàn không biết gì cả. Ý thức này mà trong đó một người biết được vũ trụ hiện tượng, tức là đến khi nào chúng ta thấy được ý thức chúng ta. Cũng như ví dụ như bây giờ chúng ta rất cần một người nào đó, thì trong hay là công việc gì đó thì ở chúng ta nói bên ngoài nhưng mà trong cái hình nghĩa là ảnh nó đã bắt đầu nó thể hiện ở ở trong cái đầu mình rồi. Ví dụ bây giờ à, thầy nói rằng à, thầy muốn gặp thằng Sang hay là thằng à, Thành hay là đứa nào đó thì cái 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 đầu cái cái cái, cái tâm tâm thầy nó đã có cái hình dáng đó, nó cần thiết điều đó hay à, mình nói đi một người nào thì mình tức là mình nói tôi muốn gặp người đó cho đến khi nói tôi không muốn gặp người đó nữa thì thật sự tất cả cái 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 nghe là cái dữ liệu đó nó vẫn có ở trong tâm mình à. hay là khi mình nói đến thế giới mình nói đến bất cứ cái gì nó đều tạo ảnh tạo hình trong lòng mình hết cả à. còn nếu mà giả tỷ như mình mơ hồ mình không thấy rõ điều đó thì nó là một cái sự quen thuộc của cái, cái ngôn ngữ mà mình thấy rằng mình phải nói như vậy mình phải cần như vậy chứ thật sự không phải là thật sự là mình cho nên cái điều đó là một cái điều nó 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 giống như là người ta nói có một con tòa vào một con gì mà nó vào ở trong cái ổ của con khác nó đẻ ra và và, và sau này nó trở thành cái là giống loài như vậy đó cho nên chúng ta khó biết cái gì thật sự là mình Bởi vì nói thật sự ra mình đâu có cái mình đâu Mình đâu có cái 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 thật sự là gì đâu có Chỉ là một sự cố chấp thôi Chỉ là một ý thức thôi Cái ý thức đó nếu mà vì lý tưởng Thì nó có thể bỏ cái mình Ví dụ như một cái người Họ một người chiến sĩ đó Mà họ ra trận đó Bởi vì họ vì cái ý thức quốc gia vì một cái lý tưởng cao đẹp gì đó cho nên cái thân họ họ chết họ cũng không sợ cho nên họ có thể chiến đấu cho đến khi chết cho đến khi bởi vì họ chỉ thỏa mãn cái lý tưởng mà thôi thỏa mãn cái lẽ phải mà thôi chúng ta thấy đó bắt đầu còn một con người cũng vậy nữa con người người ta có thể làm một việc gì đó cái mà muốn làm cái mà muốn thực hiện đó là cái lý tưởng cái trong trong đầu người ta chỉ, ta chỉ cần đạt được cái điều đó thôi dù sau cũng được hết cả cũng như nếu mình thích thú cái gì mình muốn mua muốn đồ gì đó thì trước tiên mình không tiếc cái số tiền mà mình mình nghĩ là nó rất quý giá mình mua ừ, cái cái gì đó cho đến khi mình đứng về cái bạn bè hay là tình cảm của mình nghĩa là cái, mình luôn luôn muốn có cái đó cho nên mình gọi là mất mình tức là cái đó cái đó nó ở trong tâm mình và mình muốn chiếm được cái đó cho nên do như mình không thấy cái cái sự lấp đầy trong cái tư tưởng của mình toàn là những hình ảnh mà nó ở đâu đâu không nó không dính dấp gì tới mình nhưng mà khi có mình có cảm xúc khi mình có ấn tượng khi mình cảm thấy một cái gì đó như cần thì cái điều đó nó nó hiện lên trong người mình và mình muốn tìm một cái sự thực tại gì cho nên con người nó nó giống như một cái vỏ trống nhưng mà nó thay đổi đủ cái thứ hình ở trong đủ cái thứ tư tưởng đủ thứ tâm đủ thứ vật nghĩa là con người nó có thể vô số loại người nó lúc thì dày lúc thì khóc cho đến nỗi cái tâm lý thì mình nói là lúc vui lúc buồn lúc thương lúc ghét lúc nó sanh diệt đủ thứ chứ nhưng mà không phải là nó sanh diệt lúc đó là mình sanh diệt mình không thấy thôi chứ chính tự mình trong cái tâm thì nó tạo hình tạo mẫu mà ở ngoài thì nó cũng bắt đầu nó thay đổi cái gì đó cho nên chúng ta không biết thật sự mình là ai là ở cái chỗ đó Cho nên nên nói một người mà biết được cái cái vũ trụ hiện tượng là tất cả những gì chúng ta chúng ta là bao giờ còn ở trong thế giới hiện tượng thì chúng ta chỉ có thể cảm nhận như thế chúng ta không thể là cái chúng ta là cho đến khi chúng ta tỉnh thức khỏi giấc chim bao khi mà người ta tỉnh thức thì trước hết những tỉnh thức nhỏ thì cái việc mà mình ham muốn mình cái gì đó tự nhiên nó nó vỡ ra và mình không thấy cái chuyện đó là mình cần thiết nữa hoặc là cái đó là cái gì giá trị gì hết cả mà mình thấy một chuyện nó kỳ cục rồi cái tính thức sau là tự nhiên mình thấy mình dấn dấn mình mất hết tất cả không có gì cả cũng như giống như một người thân thiết cô với mình nghĩa là tâm đầu ý hiệp nhưng mà một lúc nào mình khám phá mình tính thức không phải vậy cái người này không phải là người thân mình không thể chơi với người này được thì tự nhiên cái hình ảnh người này nó tung ra nó không dính nhất gì cho đến khi mà mình mình tỉnh thức mình biết rằng không có cái ta không có kể cả không có cái con người như mình tưởng này thì lúc đó nó cũng sẽ có một cái sự nghĩa là cách mạng lớn thay đổi hết và cái cái lúc cuối cùng khi bắt đầu từ đó thì nó không nó không còn thấy cái cái sự chết sống nữa ừ. cho nên đó là nói nó đi sâu vào cái tâm lý của những cái bậc mà tính thức giác ngộ ừ. còn vấn đề tu hay không tu hay là tôn giáo hay là cuộc đời hay cái gì thì nó chỉ là hình thức thôi ừ. chứ không phải cho nên con người thật sự cái, cái cái quý giá là cái sự tiến hóa, sự thay đổi đó. Nhưng mà ở ngoài thế gian thì người ta thay đổi từng phần thôi, ta tiến hóa từng phần. Cũng như người ta học thứ thức nghĩa là ta lên lớp mỗi năm thôi, chứ không thể một lượt mà một em học trò nó có một cái cái tâm như là một vị tiến sĩ, một vị thạc sĩ, hay là một nhà nghiên cứu lớn bởi vì cái tâm những người đó thì không phải là cái tâm ngồi để tìm kiếm học hỏi mà nó đưa ra những cái, cái 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 tính chất để nó nghiên cứu học hỏi trong đó nó có một cái sự thông minh nó có một sự ý chí khóc, cái nguyên lý đó chứ nó không phải cái tính chất mù mờ không biết hay là học hỏi hai giữa hai cái tâm đó nó khác nhau cho nên hai con người thì bên ngoài giống như nhau nhưng mà thật sự cái tâm rất xa cho nên người ta bữa nói như nhau dọc mũi ngon mài Lòng mê lòng giác khác xa ngàn trùng Cái mê và cái giác đó thì đứng ngoài không thể thấy được Nhưng mà cái người nào mà tỉnh thức thì người đó thấy rõ ràng Mà người đó biết mình rất rõ ràng Còn nếu không tỉnh thức thì chắc chắn là không biết Mình biết là biết vậy thôi cho nên khi mà cái tỉnh thức thì cái biết giống như nó đi ra ngoài mà nó thấy lại. Vậy mong phải nó thấy mơ hồ nó thấy rất rõ ràng cho nên chúng ta không thể là cái chúng ta là nghĩa là không phải là cái mà chúng ta là cái nói cái này hay nói cái kia hay là như thế nào đó chúng ta không phải là cái đó bởi vì cái đó là cái chúng ta vọng tạo ra ảnh tạo ra cái điều kiện tạo ra những cái sự kiện dữ kiện như thế thôi tạo ra cái hiện tượng thôi nhưng mà trong khi mà chúng ta nói hay là chúng ta nghĩ hay chúng ta tự ám thị mình thì lúc đó chúng ta không có cái khác khi mình thích thú một điều gì hay là mình đang muốn thưởng thức như thế nào ăn uống hay bất kỳ gì thì cái con người mình nó khác hơn cái con người mình nằm ngủ bởi khi nằm ngủ nó không có chuyện đó dù khi mình đi chơi thể thao cũng không có chuyện đó Điều khi mình bơi lội không có chuyện đó Điều Khi mình làm việc khác không có chuyện đó Nhưng mà khi mình làm việc gì thì mình là cái đó đó Nhưng mà cái đầu của mình lại không thấy rõ, không chấp nhận Cho nên mình lại nghĩ quan tưởng một cái khác ừ. Bởi vì mình là cái đó thì thật là mình không có suy nghĩ Cũng như là nếu mình biết được một cảm giác nào đó thì tất cả tư tưởng của mình nó cũng vắng lạnh chẳng hạn như mình mình ra biển hay ra sông mình nhào xuống nước và mình lặn sâu xuống mình quậy trong cái lúc đó nước nó ngắm vào trong thân thể mình mất lạnh hết mà nó thoải mái nó có một cảm giác như là không cần không có suy nghĩ gì cả mình lội y như con cá nó lội vậy đó. trong cái khoảnh khắc dù là ít ỏi của thời gian thì mình cũng không có nghĩ gì nhiều nó mình đổi khác. Lúc đó nếu mà mình quay đi, mình quay cuộc sống, mình quay đi một cái gì một quá khứ hay là mình không nhớ lại một cái gì đó, thì mình là là con người nó sống dưới nước, con người có khi lúc đó nó sống mà không sao hết cả, nó nhiều con cái. Này. Nhưng là bởi vì mình mình làm như vậy, nhưng mà mình nhớ, mình nhớ mình là con ngài, con người mình lội mình chơi này kia mình biết điều đó, cho nên mình phải trở lại với cái biết của mình. Chứ, chứ chứ mình không không phải như bây giờ còn con người mình như bây giờ như sống bây giờ nhưng mà trong người mình nó có nhiều việc cần làm nhiều lý tưởng nhiều cái sự nghĩa là nó, nó tất cả cái ý thức đó nó, cái hình ảnh nó nó nằm cái đời sống nó nằm trong cái ý thức chúng ta cho nên đến khi nào chúng ta tự thấy được ý thức đó Một cách rõ ràng Thì chúng ta giải quyết được cái cuộc đời Giải quyết đời sống Mà chúng ta giải quyết được đời sống Cũng có nghĩa là chúng ta giải quyết được cái chết Và chúng ta giải quyết được cái sống chết Cũng có nghĩa là chúng ta biết được cái sự giải thoát Và chưa giải thoát là gì Chứ không phải là có thân này hay là không thân này Không phải là cái thân này chúng ta sống hay là chúng ta, cho ta chết Nhưng mà trong đó chúng ta có một cái trạng thái Cái trạng thái đó gọi là cũng gọi là cái trạng thái mới thì gọi là tỉnh thức và sau đó thì nó tiếp tới cái, cái, cái gọi là sự giác ngộ ừ. giác nghĩa là biết ngộ là cái này cái này cùng là cùng, cùng cái cùng cái bây giờ nó là biết chứ nó không nó, nó 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 cũng như một người, giác ngộ thì cái người đó vừa nói vừa biết vừa biết vừa nói mà mà không phải là vừa biết vừa nói Nhưng mà chỉ có cái biết thôi Và cái người đó không có người Còn cái người mà chưa giác ngộ thì nó khóc. <laughs> cái chỗ đó cái chỗ đó là cái chỗ mà rất khó phân biệt Mà mình cũng không thể phân biệt với ai Mình chỉ biết mình thôi Bởi vì nếu người chưa giác ngộ Thì không thấy trạng thái đó Không thấy trạng thái đó Thì thật sự Cái người mà giác ngộ hay họ biết Thì họ nghe Chứ họ không không thể cãi được bởi vì họ cãi họ biết cãi là phải chứng minh mà chứng minh thì người đó phải tự chứng minh chứ chứ cái người khác nói không thể lấy cái ví dụ mà chứng minh được dù có ví dụ gì đi nữa thì khi cái người nghe trong cái chứng minh đó người ta nghĩ đây là một cái tính chất tượng trưng ví dụ như vậy như vậy đó chứ chứ không phải là thật uhm. tất cả những gì chúng ta là bao giờ còn ở trong thế giới hiện tượng thì chúng ta chỉ có thể cảm nhận được đến thế. Chúng ta không thể là cái chúng ta là cho đến khi tỉnh thức khỏi giấc chim bao hiện tượng, hiện tượng giới. Hãy hiểu giấc chim bao là chim bao, chấm dứt khái niệm quá và khách thể quá. Chúng ta, nghĩa là chúng ta phải dừng lại, chúng ta dừng lại tất cả tư tưởng tức là ở trong cái cái lúc mà chúng ta không nghĩ không có tưởng tri đó không có cái biết thuộc về của tư tưởng đó. thì lúc đó nó ẩn ẩn hiện, hiện hiện cái biết thật của nó cái biết thật thì nó không có biết cái gì hết cả nó nó rất là tỉnh táo nó nó không có đòi hỏi cái gì nó không cần cái gì nó không tạo cái gì hay này gì hết cả nó là mình bắt đầu mình đi vào cái gọi là cái tánh biết à. cho đến khi mà mình xác định cái điều đó rõ ràng thì còn mình sẽ hoàn toàn tỉnh thức à. nhưng mà mình biết để tìm hiểu rồi này kia là mình mới dòm ngó thôi à. cũng như mình đứng ở trên bờ sông mình dòm dòng sông Giải này kia mình mình cũng thấy nó nhẹ nó mát hơn là mình đứng dưới trưa trời nắng này kia nhưng mà đến khi mình bỏ những cái rườm ra đi quần áo đi mình nhảy xuống sông thì mình cùng với nước là một và bây giờ mình chỉ có cảm giác mà thôi ừ. trong đó cái cảm giác nó nó sâu lắng chừng nào thì cái 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 cái, cái biết hay là cái cái tư tưởng nó không có ừ. còn khi mình vừa vừa cảm giác vừa tưởng thì nó được một nửa thôi cho ừ. nên, nên chúng ta cứ, cứ theo cái chỗ đó mà mình mình mình, mình mình, mình kinh nghiệm, mình gọn lọc lấy chính mình Điều cần hiểu tiếp theo là Trong thế giới hiện tượng khi thấy người khóc Cả hai điều là khách thể bị thấy um, Bởi lẫn nhau như những sự xuất hiện trong ý thức Bởi vì chúng ta thấy là là cái người khóc đó nó nằm trong cái thấy cái thấy là cái nó sanh ra nó sanh ra trong đầu mình chứ không phải là cái bên ngoài nhưng mà nó có cái bên ngoài đó thì khi mà chúng ta nhắc tâm thì chỉ cái đó thôi chỉ thấy cái đó thôi ừ. cũng cũng giống như là ví dụ như ừ, chúng ta có một người thân quen mà lâu không gặp rồi bây giờ tự nhiên trong cái đoàn người mà đi qua hay người nước ngoài hay là người ở cái tỉnh khác gì đó thấy thì tự nhiên chúng ta gặp lại gặp lại cái người đó mà người đó là một người thân một người bạn hay một người gì đó trong lâu ngày chúng ta mong đợi mà chúng ta không gặp bây giờ tự nhiên chúng ta gặp thì có thể trong khoảnh khắc đó chúng ta chỉ thấy người đó thôi ừ. và chúng ta thấy không phải là bên ngoài nhưng mà cái nhớ lại của hình ảnh đó nó sống động ở trong tâm chúng ta và cái hình ảnh nó sống động chừng nào thì cái người đó nó còn hiện hiện hữu chừng đó có khi trong lúc đó chúng ta không thấy những người khác xung quanh họ bao nhiêu người khác đi qua hoặc là đứng đó mà chúng ta không thấy hoặc chúng ta thấy như như cái không là gì hết cả và chúng ta chỉ thấy độc nhất người đó thôi và nói muốn nói chuyện với người đó thôi cho nên cái cái tâm của chúng ta nó chỉ hiện ra những gì trong ý thức nếu khi mà không có ý thức đó đó thì tất cả mọi cái nó trống rỗng hoặc là chúng ta xóa đi hoặc là chúng ta giống như ngủ thiếp mê đi thì tất cả thế giới này biến mất đó nói như vậy nó, nó, nó chỉ tồn tại khi chúng ta xác định trong ý thức mà thôi à. cho nên nói hiểu cho rằng không thể có chủ thể thấy người khác như một khách thể chỉ có hành vi thấy hoạt động như một phương diện của tự tánh tiềm tàng nguyên tắc này cũng áp dụng cho các hành vi khác như nghe sờ mó ném vân vân thì đều là cái là chức năng biết thầy muốn nói gì không thầy, thầy đeo cái cái tiếng cái kiến lù mù từ sau này con mắt nó giảm cho nên thầy vừa nói nhưng mà trong ý thầy vừa nghĩ mai đứa nào đưa thầy đi xuống núi thầy cắt lại cái tiếng mua cái kiến nhiều khi nhìn không thấy đường hồi không mắt nó hoàng tới con mắt mình nó, nó nó, nó, lên độ nó kém không cái, cái, kiến này năm bảy năm gì rồi lâu lát rồi Đó, cho nên cho nên đi vừa nói vậy mà trong ý nó nghĩ như vậy rồi nó nó nghĩ cái mình đi tới tiệm kiến hình rồi mình chọn lựa kiến rồi tùm, tùm mà trong nguyện nó vẫn nói vậy vẫn nói chuyện cho nên cũng trong đó thì thầy cũng tự chứng minh mình như vậy cho nên mình người ta nói sống hai mặt chứ không phải cái vọng tưởng của mình nó vậy cái vọng tưởng trong khi cái tánh biết mình mình có thể phân mình có thể nói chuyện đó nhưng mà cái nghĩ thì mình nghĩ khác à. cũng như mình mình nói chuyện với một người nhưng mà trong khi mình lại nghĩ tới người khác có khi mình nói chuyện với người đó Cái việc đó Nhưng mà trong khi mình nghĩ người đó khác Thì mình Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu tỉnh thức Thì tất cả những cái đó chúng ta kiểm soát hết Chúng ta biết hết được Còn nếu chúng ta chưa tỉnh thức Thì chúng ta không biết Khi chúng ta nói chuyện gì với ai Chúng ta chỉ có cái đó chúng ta quên đi Cho nên bắt đầu mình thấy Cái thấy cái thấy mà một chiều là cái thấy của nghiệp Còn cái thấy tất cả chiều là cái cái trung tâm của thấy nó thấy tất cả hình ảnh hay là tư duy tất cả gì đó nó rọi vào từ cái cái tâm cho đến thân vô hình là nó đều rọi trong cái thấy trong cái tánh thấy còn mình bị thấy là cái thấy mình đang làm việc gì đó mình chỉ thấy cái đó thôi có nhiều khi mình mê không mình cũng không thấy nữa ừ. có khi mình mê không mình gặp một người nào mình nói chuyện có khi mình nó mê nó mùi rồi mình không biết mình nói chuyện bao lâu hoặc này kia gì đó nó nó thường, nó thường áp thị mình đó. hoặc là nhiều khi mình cãi cỏ tức giận thì mình không thấy gì hết cả mình chỉ thấy chuyện đó thôi cái 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 mà rõ ràng là nhiều khi tôi coi chuyện ở trong mạng tôi thấy người ta đánh lộn nhau đó, ở giữa chợ đó. lúc đó tôi nhìn kỹ tôi thấy người ta không biết người ta người ta rất hăm hẳm cái chuyện đó thôi người ta đánh nhau đó. người ta không biết ta không có chuyện ác chuyện thiện không, không 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 biết là mình ồn ào gì cả dù bao nhiêu người xung quanh người ta cũng quyết làm việc được vậy đó phải không phải vậy không nhất là tôi coi tôi thấy họ đánh gì đó đánh đánh ghen nhau đó. ở dưới chợ đó tôi thấy trời ơ họ làm những cái chuyện mà họ không tưởng tượng được thì tôi nhìn cái mặt người đó tôi thấy họ không biết gì. họ họ chỉ có một sự tức giận đó mà thôi thì có con người đến khi họ giết người ta cũng vậy nữa họ giết người ta họ cũng cái, cái, cái tâm nó lên tới cái tột đỉnh rồi Của cái hành động rồi Có khi có người con họ cũng không 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 thay đổi được đó. Thì bây giờ chứ, là ở đây chúng ta không phải nói cái ví dụ nói cái đó Nhưng mà chúng ta nói trong lúc đó Trong lúc đó thì cái người đó ở đâu Cái người đó là cái ý thức đang hành động Chứ không cái, cái ý thức đó là con người chứ không phải là cái hành động ừ. mang một ý thức cũng như người ta mang một ý thức mà giết người hay làm gì đó. là người ta không có không có nghĩ gì hết, không có nghĩ thiện có nghĩ ác vậy ừ. trong chiến tranh đó, tôi thấy nhiều cái chuyện thằng nhẫn ta sắp một hòn người bán 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 bán, bán. họ dầm như chơi vậy. ngã ra chết hết trong cái lúc có những người mà bị bắn những người đó họ hoặc họ khiếp họ mê rồi chứ nếu người đó họ tỉnh thì thật sự dù họ không biết võ thuật họ bất ngờ họ vùng lên họ đấm cái người kia của ấy trong nay cũng cầm súng rút súng bắn từ người từ người mà người nào khiếp quá họ khiếp họ đứng sợ bây giờ dù cái người đó không có võ đó họ cũng thể quay họ chụp một cái họ đá một cái thì người kia người đó họ đâu có ngờ là mình làm nhưng mà họ không thể tỉnh thức lúc đó họ sợ quá rồi họ là cái nạn nhân cái bị đó. cho nên họ là bị cái cái sợ cái sợ là cái hình ảnh nó khiếp rồi còn người kia là cái hình ảnh đó chứ không phải là người đó hay người này nhưng mà hai hình ảnh nó nó, nó ngược nhau và nó, nó hút lẫn nhau khi nó hút lẫn nhau vào cái động thì cái động nó xảy ra còn còn cái nghĩ Cứ nghĩ là cái cái đứng ra ngoài họ sang cho họ biết cái, cái người mà đương ở trong công việc mà nghĩ phân biệt được hết đó là cái người đó rất đặc biệt à, cho đến tất cả những cái sự lối trí, cái sự xung quanh nhiệm sùm đó mà mình vẫn 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 nghĩ được việc mình làm à, thì người đó một là cái người khôn ngoan Giáo hoạt dữ lắm à, họ vẫn làm những việc bình thường nhưng mà trong tâm họ nó khác ấy nó giống như là một người Tình báo hay gián điệp mà thuộc về lại giỏi chứ lại thường thì họ bị cũng bị cuốn hút. Lại giỏi họ không dính họ vẫn sống y với mọi người nhưng mà trong chốc lát họ... cũng như một người họ đi trên máy bay họ trên tàu họ ôm ôm thuốc súng họ ôm đạn gì đó trong chốc lát họ nổ ra họ làm cháy cái cái đó nhưng mà họ cái mặt họ đâu có sợ họ đâu có biểu lộ cái gì đâu nếu biểu lộ ra người ta khám phá người ta biết liền nhưng mà có cái bản lãnh là họ không biểu lộ dễ cả đó, cái chỗ đó cho nên như vậy là mình nói là họ sống hai mặt hai tâm chứ thật sự là cái trong cái biết đó nó không có hai tâm hai mặt nó biết nó làm gì ừ, kia ừ, cho nên chúng ta phải thấy cái tính chất cái lực mà động tỉnh. hay là cái mà phát sinh rồi nó dừng lại thì cái đó nó vô hình mình mình gọi là cái biết hay là mình gọi thô hơn nữa là sự tính toán ở trong lòng mà tính toán ở trong lòng là những ý nghĩ cái thân xác mình nó chỉ là một cái bao thôi nó có bao bao cái đó ở trên đó nó có một cái bộ đầu những cái hệ thần kinh mà nó phóng hoạt cho nên nó tạo những cái đó là từ cái nguồn gốc nguồn gốc của nghiệp hay là của tâm hay là của sự thật nó tạo ra nó tạo ra nó không đi đâu được nó tạo ra xong rồi thì nó trở lại cái tâm cho nên cái nghiệp đó nó rất là kinh khủng cái nghiệp đó cũng như mình giết một người nào đó thì sau đó mình mình sẽ bị ta giết hoặc là mình có thể bị tiếp tục giết người thứ hai thứ ba nó 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 tạo thành một cái luồng sống quen như vậy nhưng mà mình phải nhìn ở trong cái vô hình đó mình mới thấy cái chuyện đó cho nên ngược lại một người, ví dụ tự nhiên mà người ta mô Phật, họ quán ốc cái gì, như có họ trang lành, thì sau cái người đó họ cũng mô Phật hai ba cái, một lúc nào. Rồi sau cái người đó họ nghe người niệm Phật, họ biết niệm Phật. Lúc đầu họ niệm một vài tiếng, sau họ quen thuộc, họ thấy. Lúc đầu người ta còn mắc cỡ nữa, người ta không dám niệm, hoặc là người đó họ chưa có quy y, chưa đạo giờ, mắc cỡ nhưng mà sau đó nó trở thành một cái tính chất dễ dàng hơn nhiều thì cái đó tôi có kinh nghiệm thường nhỏ vậy đó. tôi biết lúc đầu mình không biết gì cả mà mình làm một việc gì đó cho nên nó nói ở đây là nói một là nói cái 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 huông cái tính chất thu rút theo cái chiều thuận quen còn cái nghĩ là một cái trung tâm nó không phải là người ngược nhưng mà trung tâm nó thấy biết việc làm thì cái, cái người này nó thuộc về cái thành phần đặc biệt hơn. Nó làm mà biết. Còn một người thứ ba nữa. Họ không muốn hoặc họ đảo ngược lại. Nhưng mà họ vẫn làm như vậy được. À, thì cái, cái người thứ ba này là cái người họ tiến quá sau. Cái người này họ có thể bỏ. Họ có thể dừng vào. có thể. Họ, họ ở trong đó không là việc dễ cả. Bởi vì cái trung tâm đó nó điều động. Chứ không phải là con người đó. Con người thân xác mình là nó cũng như cái cây gậy mà nó chống nó đi thôi nó 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 chống xuống nó chống đứng nó chống nghiêng nó chống sao là do cái tay cầm mà cái tay cầm là do cái thân chịu cái thân mà nó chịu hay là nó đưa ra cái sự cầm nắm đó là cái thức biết ý biết nó tạo cho cái cái cái, cái, cái lực cái cái chỗ chỗ nén một cái chỗ đó thôi à. cho nên cho nên mình muốn tìm được thật sự cái 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 nhân dạng của một con người một thì mình phải tìm ngược lại cái chỗ đó khi nó phát sinh thì lần 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 mình biết nếu mình biết cho nó gần giáp vòng gần đầy đủ thì thật sự mình thấy mình không có đó mình đâu mất tức là lúc đó mình biết cái mình hoặc là mê tín thì mình nói ở đó là cái hồn nó làm Nhưng mà hoặc là mình mình biết nó theo học thì mình nói là đó là cái thức nó biến hoặc là cái này kia nhưng mà mình nói như vậy đừng có nói theo Thì bắt đầu mình thấy mình, Cũng như mình thấy cái thức nó Cho nên con người phải bắt đầu thấy ngược vào Bây giờ cũng như tôi nói này Nhưng mà tôi thấy ở à, Trong người tôi nó mệt, nó nhức, đau Và và chút nữa tôi phải đi vào trong kia Tôi uống nước và tôi đi tiểu và cái gì đó Có khi nó nó vừa xa xa trong người mà mình thấy biết Mình có hướng một là cái cơ thể của mình, cái cảm giác của nó nó có một cái sự hối thúc nó làm sanh ra cái biết của tư tưởng còn thứ hai là cái tự nhiên mình nghĩ không là cái chuyện đó không phải là do cái thọ ánh mà do cái ý nghĩ cái ý nghĩ này nó nhớ lại hoặc là tự nhiên nó sanh ra không mình không biết nó nhớ lại có khi nó sanh ra cái gọi là vọng tưởng ngày nào mình biết hết được như vậy đó thì thật sự cái biết đó là cái tỉnh thức chứ không có gì cả thì để ở đây người ta nói này. Ừ. cho nên cho đến khi tỉnh thức khỏi giấc chim bao hiện tượng giới bây giờ giấc chim bao là chim bao chấm dứt khái niệm quá khách thể quá khi mà chúng ta chúng ta tỉnh thức rồi thì chúng ta cũng thấy chim bao vậy cũng như mình nghĩ gì mình biết còn nếu mình không biết là mình mình làm việc đó mà cứ nghĩ mình là chim bao rồi nó dẫn dắt mình kế tiếp đó ừ là nghĩa là mình mộng đại khái nó cái mộng thì nó dễ hơn ừ. Ừ. tức là cái cái cái, cái nó nằm đó nhưng mà cái nước mộng có khi nó lòi ra bên này lòi ra bên này nó phóng lên cái mộng đó, nó nó sanh lên cho nên người ta mới bảo là mình hãy chấm dứt khái niệm chấm dứt khách thể hóa ừ. đây là điều căn bản thiết yếu là tự tánh là thực thể hiện tượng nhưng mà cái này mình, mình phải biết cái cách chấm nghĩa là chấm dứt nó bằng cách nào ở đây người ta không nói điều đó chấm dứt đó có nghĩa là mà cái người đó có sự hiểu biết thường xuyên hiểu biết về chính mình thì lúc đó mình trong cái hiểu biết đó nó không phải là không phải mê mà nó không phải hoàn toàn tỉnh nhưng mà nó có một cái tính chất đối diện đối lập trong đối lập đó nó có Cảm thấy một cái gì đó phải thay đổi hoặc một cái gì đó phải sâu hơn. Cho nên tự nhiên nó thấy điều này có một cái gì đó nó không ổn thì tự nhiên nó, nó thay đổi, nó chấm dứt. Có khi nó nghĩ mình nghĩ về mệt quá, không nghĩ nữa. Mà khi một con người bắt đầu tự dừng được tới chính mình thì con người đó bắt đầu có một sức mạnh mà một tiếng qua mới hơn. nếu mà chúng ta không biết cái con đường tiến hóa con đường tỉnh thức con đường làm thay đổi đó thì thực sự mình nói tu đó là mình nói cái chuyện gì nó kỳ cục không biết tu để làm gì tức là mình bị dính vào một cái tính chất mê tín rất là sâu xa à. có thể là mình trở thành một cái hình thức một cái cũng giống như khuôn mẫu nào đó nhưng mà điều đó nếu trong mê có khi mình đã đảo ngược lại rất dễ. Còn cái tỉnh thức thì ở trong cái không hình thức nó cũng không có sự đảo ngược. Bởi vì đó là chính nó. Còn cái không có không cái mê đó thì nó làm làm vậy cho nó nó vẫn mê. Cho nên người tốt thì tốt lúc họ cũng xấu. Hoặc là người thiện lúc đó họ cũng bất thiện. Uhm họ nói rằng tôi không tham chứ có lúc họ cũng lấy của người khác họ cũng ăn cắp bởi vì họ không có cái thường xuyên để biết mình cho nên tôi 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 biết cái đời điều đó nhờ một vài kinh nghiệm có những người họ hiểu biết cũng giống như tôi nói cuốn sách này hay quá này tôi nói nói về chỉ về cái lòng tham mà cái này cái kia đó cái người họ nghèo họ thích lắm cái khi bán mình họ lấy cuốn sách rồi đi mất, tôi nói có thể sự đó có thể xảy ra ví dụ nhưng mà nó đã có rồi, họ thấy cuốn sách này, tôi nói tôi, tôi nói trong tôi tôi cuốn sách này, họ lấy cuốn sách này, nhưng mà họ ngờ họ không ngờ là họ lấy cuốn sách này là họ sẽ còn đi ngược lại, bởi vì không có cuốn sách này tôi cũng tìm cuốn sách khác được tôi đâu cần đâu, bởi vì cái quan trọng là tôi tôi có thể nói được hay không nói được, bây giờ không có nói thì tôi cũng nghĩ ra cách tôi nói được. Tôi có thể tạo ra cái chữ nghĩa như sách này được Nhưng mà người đó lấy cuốn sách rồi Thì người đó lại mê gấp đôi Nghĩ là hay nhưng mà không biết hay chỗ nào Cái hay thật là mình thay đổi Mình sáng ra, mình thiện Mình làm tốt Nhưng mà ngược lại mình không có cái khả năng đó Mà mình lại nói cái này hay Mình thích cái này, mình lấy cái này Thì cái, cái, cái đầu tiên người đó không xác định được chính mình Không biết mình là ai Thì người đó mê rồi lại lấy cái này thì nó là mê hơn nữa. rồi sau khi dùng nó thì là mê lần thứ ba. cho nên cái vấn đề đó nó nguy hiểm nhiều mặt lắm. À. cho nên có nhiều chuyện thành tôi cứ nổi tại sao là cuốn sách hay như vậy mà ai biết mà lấy đi? họ không biết. đây sách tôi rất nhiều. và có những bộ, nhưng mà cái bộ đó là bởi vì cái bộ đó tôi lấy tôi giảng, tôi tôi giảng ra thôi thành cái bộ đó nó mất Rồi ra tôi bước, cứ, tôi cứ coi thử ai là cái người Nghĩa là mình nói mò thôi chứ tôi không có nói ai Thì tôi người biết, người thích cái giá trị của sách này Người này thông minh mà biết giá trị Nghĩa là coi như tiếng quá, quá. con <laughs> Tiếng quá chứ không phải Chứ họ <laughs> không ấy thì không Vậy đó Sau đó tôi nghĩ ra thì tôi Nghĩa là có thể đoán mò được 7-80% Cho nên cái điều đó Cho nên chúng ta thấy rằng cái cuộc sống này chúng ta hiểu biết là một nhưng mà nếu chúng ta không tỉnh thức thật sự thì chúng ta vẫn vẫn tạo ác vẫn làm việc bởi vì tỉnh thức không phải là sự hiểu biết hiểu biết là xác định cái này hay cái này còn tỉnh thức là thấy sự thay đổi trong chính mình cũng như ngủ mà mình ai đập mình thì có gì mình thức thấy dậy rồi có khi mình thức dậy rồi có khi mình mệt ngõ nhựa nhựa mình cũng ngủ lại nữa À, mình cũng ngủ lại cho nên người tỉnh nó còn nghe hay quá nhưng mà thực sự cái tính chất đó họ vẫn vẫn thực hành còn cái tính thức thật sự dậy rồi thì đã đứng dậy người ta tới rửa mặt rồi người ta đi ra ngoài trời thì không ngủ lại được cho nên cái cái chỗ đó nó cũng giúp cho mình những cái tính chất hành động để làm sao để 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 thực hiện được cái cái chân lý ở trong cái cái, cái tâm của mình trong sự tỉnh thức đó Điều cần hiểu tiếp theo là trong thế giới hiện tượng Khi ta thấy người khác dù cả hai đều là khách thể bị thấy Bởi lẫn nhau như những sự xuất hiện trong ý thức đó. Cả hai không, không phải là người này ý thức người kia Mà hai người đều ý thức lẫn nhau Tức là người này thấy người kia thì mang cái ý thức Tức là hình dáng hay là cái điều gì của người đó ở trong đầu Người kia cũng vậy cho nên tự nhiên nó cũng như nó vô tư mà nó trao đổi chứ không có ai tự động nó như thế ừ. nhất là trong tình cảm hai người người ta tình cảm lẫn nhau thì người ta tự tự động gọi là trao đổi theo kiểu 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 siết hay là kiểu mai gì đó người ta tự không biết không biết mình thay đổi à. cho nên đến lúc nào nữa nếu mình thấy người kia à, có thể chết mình có thể chết thế <laughs> <laughs> đó vậy đó nó, nó nó, nó, nó nó chiếm giữ con tim à, còn nếu lòng tâm thì mình có thể đoạt mạng người khác mình mình có thể hại người khác à. ví dụ trong bạn bè này cái gì nhưng mà nếu cái lòng tham nó thắng phục thì mình nhất định mình phải quyết chiếm cái tiện nghi của người khác à. À. nhưng mà mình không biết mình làm vậy mình mất nhiều hơn mình mất nhiều hơn nhưng mà mình mình không biết điều đó cho nên mình rất là lỗ và trước sau gì mình cũng lỗ nạn thôi cho nên mới là hành vi thấy cái hành vi mà thấy đó là mình phải phải biết cái nó nó khởi từ trong tâm cho nên tất cả mọi cái ngôn ngữ cái những cái bài pháp như thế này đó để chỉ cho chúng ta thật sự gọi là thấy thái tánh Thấy thái tánh thái tánh không phải nhất Thiết là phải tánh này, tánh kia, nhưng mà thấy cái sự khởi sanh Của cái chủng tánh, cái, cái chủng tử đó Chúng ta thấy cái, cái, cái tính chất lạc lọng thay đổi của tâm thức mình Thì tất cả những cái cái sự quen thuộc đó Người ta nói tính tôi là vậy, tôi vậy đó, Thế này thế kia Có nhiều khi người ta gặp một cái gì đó Người nó không tốt lắm hay nó ngon bướng nhưng mà người ta cái bản ngã tự hào Thế nó tánh tu vậy đó Có sao không Thích <laughs> Tôi còn thách đi nữa Cho nên do vậy cái, cái thấy Cái thấy tánh nó không phải là nhất thiết Là họ không thấy gì hết Họ thấy Còn cái thấy Thấy là thấy Thực sự là thấy Tự nhiên tại sao nó biến đổi Và tại sao như thế này thế kia Thì cái thấy đó là tự tánh Là cái tánh thực Còn cái khách thể đó Là cái nó là cái, cái cái khách thể để nó thấy để đối diện với cái thấy chứ không thôi thì chúng ta không tinh tế đó thì không nắm được cái chủ yếu đâu bây giờ chúng ta hãy tiếp tục chức năng này thể hiện qua phương tiện của một hình tướng vật lý tức là cơ cấu cơ cấu tâm cơ cấu này là một hiện tượng nên chính nó chỉ là một sự thị hiện và do đó cũng là một phương diện của tự tánh như cái bóng của thực thể nếu không có vấn đề một thực thể cá nhân nhận thấy sự lựa chọn hành động thì tất cả các chức năng hiện tượng tự xảy ra và câu hỏi về sự ràng buộc và giải thoát không phát sinh được đó. cho nên nó là một cái tính chất uh, gọi là một sự từ cái sự thể hiện ra đó mà chúng ta thấy trong đó mình thấy tự nhiên mình lại sanh ra cái đó mà gọi là mình không thích cái đó thích cái đó tức là ở đây mình nhấn mạnh vào cái điểm thấy Điều vào cái tánh biết cái chỗ đó còn biết là biết cái này cái kia đó là nó là bị biết còn chúng ta biết hay là chúng ta thấy đó tánh thấy đó là thấy tự tánh ừ, tánh nghe cũng vậy như tánh thấy bởi vì thấy hay là nghe cũng như là nghe tánh mình tánh thành đạo vô thường phản vang vang tự tánh nên là mình phản lại cái chiều nghe mình thì mình nghe được cái tánh mình. Cái tánh mình nó phát xuất từ cái âm thanh bên trong. Từ cái 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 cái, 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 cái vô âm bên trong. Mà mình nghe, nghe tức là nghe vào. Mà cái nghe vào không phải là mình lắng tai nghe hay là kia mình yên lặng mình biết cái lòng mình nó nó thay đổi hay nó sinh diệt hay như thế nào đó mình mình biết nó. mình mình biết nó. Cho nên khi mình biết đó thì thật sự Dù là người học đạo hay không học đạo Người tu hay không tu Mình đều có là Nó gọi là biết mình Còn nếu mình không biết mình Thì nó rất nguy hiểm Dù mình khôn ngoan thế nào mình cũng nguy hiểm Bởi vì mình không biết mình Biết mình biết người Trăm trận trăm tháng vậy Ví dụ như mình bây giờ mình đi đến đó để mình hại người, mình đánh người, mình diệt người hay mình chiến đấu nhưng mà mình không biết cái sự khởi hành trên con đường mình đi ừ, nghĩa là, là ở dưới đó họ họ đào cái lỗ rồi họ lót một cái gì đó họ để đá để trong ở dưới đó mình đi mình rất mình chết tức là cái biết mình đó nói rất là thô đơn sơ là mình biết tất cả những cái động của mình mình biết cái bước chân đi của mình ừ. còn nếu mà tinh tế thì mình biết cái tâm khởi của mình rồi, có sáng suốt cao thượng là mình biết mình biết được mình vì sao mình khởi tâm vì sao mà mình không khởi tâm rồi có thể là cái trí tuệ lớn hơn nữa thì mình biết cái khởi hay cái việc đó nó sẽ kết quả như thế nào và mình đó. cho nên chăm chóc lót cái biết của mình nó có cái sự thẩm định nó có cái quyền hạn để thấy suốt cái nhân quả chỗ đó thành nó nó biết có nhiều thứ lớn nó biết thô biết tế biết mình không nên hành động như vậy. Nhưng mà biết khá hơn nữa mình hành động như vậy thì mình không tốt, mình sẽ tổn thương. Và nó biết lần lần cho nên ở trong trí nó tự nhìn thấy nhìn thấy hệ thấy sâu chừng nào thì cái sự suy diễn đó nó trở thành một cái 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 tính chất gì làm cho mình dừng lại tất cả những điều mà mình thấy không đúng, không cần thiết. Cho nên nó cũng giống như là một cái cái mình xa mình chạy tối mà có cái đèn nó rọi cái đèn pha nó rọi rồi 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 qua cái ánh sáng đó mình có thể lái xe đi chậm hay đi mau hay là mình có thể lách qua những cái chỗ mà để cái bánh nó, nó, nó bị sụp à. cho nên trong lúc đó cái người tài xế họ không nghĩ gì cả họ nhìn cái cái ánh đèn đó hoặc này kia họ biết tự động mình thấy trong lúc đó giống như là nó cũng không có niệm không có nghĩ gì cả à. Nó có những vấn đề đó Nhưng mà cái quan trọng là mình phải tự thấy ở trong cái sự phát sanh đó ừ. Cho nên cái thấy đó đầu tiên là Gọi là mình mình Gọi là mình chủ động được Chủ động được có hành pháp, có pháp hành Trong khi mình Mình tu tập Hay là cuộc sống hay bất cứ cái gì Thì Có thể mình Mình không bị sai lầm Mình không bị bị hố cái gì hết cả tức là do biết còn kế nữa đứng về sau trong tâm thì mình sẽ biết là mình dùng như vậy không tốt mình dùng như vậy tốt rồi mình biết cái tính chất cũng như cái này mình biết lần lần mình biết cái mưu lược mình biết cái cái, cái 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 thế mà hình thành trong cái cái lực sống trong cái lực hành động hoạt động hay là từ chính trị quân sự hay là cái trận chiến mình nhìn mình biết cái trận này có thể thắng có thể thua là bởi vì mình thiếu sót cái này thiếu sót kia từ trận địa cho tính chất tính chất mình dùng quân cho đến cái những người xung quanh mình họ nhất tâm hay không nhất tâm cho nên ví dụ như bây giờ binh không cường tướng không mạnh nhưng mà nhưng mà nếu cái địa thế thuận lợi dù có một ít người mà nhất tâm thì có thể thắng còn nhiều người mà cái tính chất ở trong đó có những người họ họ bạc nhược họ phản loạn và họ này kia thì nó sẽ bại hoặc là tư thế cho nên một người mà cũng như uh, điều binh mà đánh trận là phải biết nhiều lắm biết thời biết ca uh, biết thế trận rồi biết cách dụng binh rồi biết con người chứ còn mình âm 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 nhưng mà nghe cái đúng họ lập nó có chạy <laughs> họ chạy hết bởi vì họ nhót họ sợ chết chạy còn những người mà họ thô lỗ họ lý tưởng họ đánh nhưng mà họ không có trí Ừ. Thì thực sự, có cho nhiều miệng, cái đó là do cái người họ cầm binh thiên tạo biết chứ còn thật sự họ họ không phải họ lấy cái, cái cái mẫu mã nào đó mà để họ sắp đặt họ đàn áp không được nó phải tùy theo cái cái con người đó ừ. cho nên nếu không có vấn đề một thực thực thể cá nhân nhận lấy sự lựa chọn hành động thì tất cả các chức năng hiện tượng xảy ra và câu hỏi về ràng buộc và giải thoát không phát sinh ừ. cho nên chúng ta không thấy biết mình cần cái gì thì chúng ta đâu có cái gì để hỏi mà chúng ta không biết mình không cần cái gì thì chúng ta đâu biết cái chỗ để mà chối từ ừ và chúng ta phải biết điều đó cho nên cuối cùng là mình phải luôn luôn thấy được trong chính mình mà cái thấy biết của mình đó là cái quan trọng. Đầu tiên có thể là nó nó thấy được mình hành động mình muốn hay là này kia đó. Nhưng mà lần 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 cái thấy đó nếu nó đừng có chấm dứt ngắn ngủi thì lần lần nó thấy được cái mặt thật tại sao mình muốn, tại sao mình thích, tại sao này kia. Rồi lần lần nó thấy tại sao là tại sao. Nghĩa là nó thấy sâu vào. Nó không có viện dẫn cái gì cả. Và nó thấy do cái tính mình tham. Và là tính mình săn. Rồi nó thấy sâu hơn nữa. Thì nó do thấy cái tính mình động. Hoặc tính mình bất động. Rồi nó thấy sâu hơn nữa. Thì nó thấy tự tính là như vậy. Hoặc là mình không như vậy. Thì bây giờ mình biết cái không như vậy là cái gì. Thì mình trở về phục hồi được cái bản chân của mình. Cho nên cái cách thấy là do cái cái tầm nhìn của tâm lý mình chứ không phải là con mắt của mình mà con mắt đó là con mắt nội tâm con mắt của của linh tâm ừ. chuyện xảy ra là phần cốt lõi có tính chất năng có chức năng của một cơ cấu thân tâm tức là có có thể gọi là ý thức con người ừ. cho cái việc phân tích của chúng ta mặc dù ý thức không thể ừ. bị phân chia như thế ừ. Cái ý thức đó, Nó khi mà người ta ý thức như thế nào Thì người ta hành động như thế đó Hành động theo ý thức Nhưng mà có người ý thức Trên cái thức nữa Ví dụ mình biết mình ý thức Mình muốn như vậy mình hành động như thế Nhưng mà mình còn biết Cái đó có thể đúng có thể sai ừ. Và mình hành động trên cái chỗ đúng sai Là mình thấy cái chỗ đó nên làm như thế nào Đó ừ cho nên cái điều đó nó nó cũng giống như là cái nói bốn phần của duy thức tức là cái, cái kiến phần nó đối diện với cái tướng phần mà phía trên nó có một cái gì giám định cái chứng phần là cái sự thấy biết mình nên làm gì không nên làm gì rồi ở trên đó nó còn cái chứng tự chứng tức là cái thấy biết mình nó có đúng hay không nó nó như thế nào nó nó gọi là chứng tự chứng phần cho nên con người bốn bốn cái phần thấy như vậy đó cũng như ăn cũng có bốn phần mà thấy cũng có bốn phần bốn phần ăn là gì đoàn thực nè vị của tâm quán xúc thực nè thức thực nè và ý thực đó. bây giờ có khi mình có cái ý ăn nhưng mà bây giờ mình không biết ăn gì bây giờ mình phải biết cái muốn ăn à, tức là rồi sau đó mình phải biết cái sự tiếp xúc cái, cái cảm giác mình à. Còn cái đoàn thật là mình nhai nuốt này kia Cho nên ở trong kinh Nikaya người ta cũng chia làm bốn là Ara là thức ăn nè Ara Samidaya là cái duyên khởi Ara Niroda là cái chỗ diệt Cái chỗ diệt của thức ăn Và gì Gaviti Bana gì đó, cái câu sau tôi quên thì nó là cái sự nhân duyên làm sao cho thức ăn diệt đầu tiên chúng ta thấy thức ăn và tại sao cái thức ăn nó lại xanh nếu mà người thấy đủ bốn cái điều đó là chứng nhận là cái người đó có trí tuệ ừ. cho nên như bữa nào tôi mở cuộc thi thôi huynh nào bây giờ có trí tuệ về ăn thì <laughs> mỗi người trình bày trời ơi gặp thành thôi trời ơi con ăn cái này ăn cái kia nó tính nhưng mà không biết sao mình ăn cái đó nó thích chứ đâu cái gì tôi thích ăn nhưng mà tại sao mình thích cho nên mình phải thấy cho nên cái đó cái cái, cái công thức này của sát lợi pháp ông dạy cho mấy đệ tử A-ra là thức ăn samidaya là cái duyên khởi làm của thức ăn nirada là diệt và baza là cái vì sao nó diệt cái đó có thể nói cả cái vấn đề không phải tâm lý mà cả sinh lý sinh học nữa nó cũng không khó nếu mình biết như vậy thì tự nhiên mình mình không bị cái thức ăn nó cuốn hút tức là không bị cảm giác nó lôi cuốn không bị cái nghiệp không bị tham à. cho nên có những pháp mà tu học á nó không phải là mình tu nhưng mà hãy mình thấy mình thấy thì tức là mình thay đổi cho nên cái thấy tức là cái sự chẳng những là cái sự tiến hóa mà nó chính cái thay đổi đó là tu bởi vì tu là đổi đổi mới à. cho nên ngày xưa đức phật chỉ nói pháp thôi chứ ông, 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 ai muốn tu sao tu ông cũng không, ông không có bắt ông chỉ nói cái thuyết thôi ừ. ông đâu có biết cầm cái số chuỗi này mà niệm phật này kia không biết hồi đó ông cũng đâu có chuỗi <laughs> ông chỉ chỉ có đức phật di đà vậy đấy đó ai thích thì nhớ nghĩ tới thì đi còn ông nói về có pháp như thế như thế cho nên sau này chúng ta mới nghĩ ra cái từ thiền hay này kia vậy đó chứ thực sự ông cũng không có tổ chức cái khóa tu thiền <laughs> tu mấy ngày mấy ngày gì đó <laughs> lúc đó mà ông, ông tổ chức thì tôi xin cho tôi vô tôi dẫn <laughs> bởi vì vì phật cũng làm như ông bầu ông tổ chức được thôi chứ ông đâu có biết giảng đâu bởi vì giảng là tôi phải hiểu cái tâm của mấy quý này ngồi ngủ gục muốn ăn muốn đồ này kia là tôi nói trước điều đó còn phật đã gọi đâu có kinh nghiệm đó mà phật nói <laughs> nhưng mà tiếc là mình sinh nó sau lâu đời hồi đó mình có lẽ mình làm con chim con cóc gì đó <laughs> liệu bây giờ vị thế đã phân minh chưa cái chúng ta là nhầm lẫn nhân diện chính nó trong thế giới tương đối với cái chúng ta không là mà cái chúng ta không là chính là thực thể hư giả. Bởi vì gì? Bây giờ mình nói, đây là tôi. Hoặc ai nói đó? Tôi nói. Mình 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 nhận diện là cái, cái 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 mình cho là mình là cái tôi, tôi là. Rồi ai tôi ở đâu? Thì nói tôi đây, tôi ngồi đây. <laughs> Thì nói vậy đó. Ông không <laughs> thấy sao? Tôi ngồi đây. Cho nên người ta không thấy Không thấy cái chỗ mà nó phát sanh ra cái thức Cái, cái, cái chỗ xác định Xác định về danh tánh này kia đó ừ. nếu, nếu tôi là cái này Thì cái tôi này nó Mình phải trị nó được Nhưng mà nó tự thay đổi thôi ừ. Nó tự thích nó, nó, nó tự theo cái cảm xúc của nó Nó mệt mỏi khóc Nó vui vẻ khóc Nó tự nó đứng tự nó ngồi tự nó đi tới đi lui tự nó làm gì đó cái thân hoặc là tự nó thức tự nó ngủ rồi còn cái tâm lại còn khó hơn nữa mà cái tâm cái tâm thì thật sự nó nghĩ gì cả mình nói tôi nghĩ nhưng mà hồi nó nghĩ khóc mất rồi sao mình đủ cái thứ tôi vậy? hồi thì tôi nghĩ thích hồi thì tôi không thích tôi này kia đó thì thật sự cho nên cái nghĩ đầu tiên nó đâu phải là mình đâu nó xảy ra bởi vì những cái luồng sống nó quen thuộc. Nó thấy đây là nó nói thuận miệng nó nói như vậy hoặc là nó nghe ai nói nó nói như vậy hoặc là nó có thể nó nghĩ nó nói đây là phải nó nói như vậy hoặc đây không phải. Cho nên từ trong cái câu nói đó nó có rất nhiều cái vấn đề mà mà đầu tiên không phải là nó. Mà cái đầu tiên là chẳng hạn như cái nghĩ hay không nghĩ cũng không phải là nó nữa. Còn trước cái đó nữa, nó trước rất nhiều. Cho nên chúng ta thấy lặng lặng như vậy thì chúng ta đi ngược chiều. Chúng ta cuối cùng chúng ta thấy cái gì mà nó 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 nó, nó không tự sinh, nó không tự diệt. Nhưng mà nó có thể từ cái đó nó không thấy cái đó thì nó tự sinh, nó sinh nó diệt. Nó nó sinh nó diệt nhưng mà thật sự nó không biết nó sinh nó diệt. Cho nên chúng ta đứng lên trên chúng ta thấy cái biết và cái không biết. Vì, vì nó cảm thấy cái biết như thế cái không biết như thế cho nên do như vậy nó có một sự sai lầm một sự sai lầm của cái thấy của cái biết ừ. nhưng mà muốn không có sự sai lầm tức là mình đi vào cái, cái tính chất chưa là gì hết cả tức là nó gọi là vô tâm vô tâm hay là không có nghĩ ngợi nên là tất cả tình thức của mình nó đều vắng vẻ yên lặng yên lặng và mình ở trong cái sự yên lặng một cách vô tư không có cái chủ thể khách thể mình không có nói không có bản ngã gì cả thì ở trong đó bình an thì tự nhiên mình sẽ thấy cái đó phát sinh ra có khi nó phát sinh ra đó nó đâu có phải dính dấp gì tới ta đâu tự nó phát sinh cũng như ví dụ bây giờ tôi ngồi tôi yếu cơ thể tôi nó cái mụn môi nó khô cái miệng nó nóng mà nó khát nước tôi thấy nó phát sanh, tôi không có đổ thừa gì cả tôi không có nói tôi khổ hay là tôi phát sanh, tôi cái miệng tôi thế này thế kia mà tôi cũng không nói nó từ đâu hết cả tôi không có đổ thừa cho ai cả tôi thấy vậy đó à. cho nên xanh lên là cái đã xanh hiện hình là tự chính mình đang đi tức là nó thay đổi cho nên tất cả mọi việc nó đều thay đổi tự nhiên có cái thọ tưởng hình thức nó cọ sát và nó phù hợp không phù hợp là tưởng nó xanh chứ không có gì cả nếu mình thấy được cái đó thì mình bắt đầu đi vào cái con đường của sự thấy gọi là cái sự thấy tính Bởi vì cái thấy nó không có cái, cái tính dễ cả Nó là thấy thôi Chừng nào cái thấy mà nó tà kiến hay là nó chạy theo một cái gì Thì cái thấy đó là nó thuộc về kiến, kiến trí, kiến thức Còn cái, cái thấy là nó vô tư, nó biết vậy Cũng như tôi cầm cái ly tôi đưa lên đưa xuống nó thấy vậy thôi Còn khi nào nó biểu làm gì thì cái đó nó sanh tâm, sanh chuyện Còn nó thấy cho nên không phải là nó thấy cái đoạn cái động mà nó thấy cái tịnh nó thấy tất cả bởi vì cái thấy không là gì cũng như cái biết không là gì cái biết là nó, nó nó, nó kém hơn cái thấy một chút nó là đàn em của cái thấy còn cái thấy thì nó thấy thôi nhưng mà cái, cái biết nó nói mày thấy đó đúng rồi mày thấy sai rồi mày thấy này kia hoặc là mày thấy đó mày như thế nào nó hỏi lại rồi này kia nó là, là nó muốn biết muốn xác định à. còn cái thấy nó như thấy thôi. cho nên thấy như cái thấy biết như cái biết ở à, chúng ta hiểu cái chữ như là gì tức là nó như thế như sanh ra đừng thêm vào một cái gì cũng giống như chữ đang hay chữ là nó như thế chúng ta nói là nhưng mà không là cái gì cả nếu có một cái gì thì cũng là không có gì cũng là nó như vậy đó nói vậy để làm gì để thấy cái tư tưởng mình nó không có vọng niệm nó không có tưởng tri nó không có kể cả thức tri hay là gì đó thì thì nó là gì thì lần lần nếu mình không có những cái đó thì cái tâm mình nó ván lạng nó hư vô và tự nhiên cái đó nó sẽ tự thấy tự hành tự diệt tự gì đó nó không là gì cả tức là nó nó vượt ra ngoài cái, cái sanh diệt cho nên cái khách thể nó không phải là là của nó Khách thể không phải là mình Ngay cả cái mình gọi là chủ thể cũng không phải là mình Khách thể không phải là mình Nghĩa là mình không có cái mình chỗ nào hết cả Nó chỉ có cái thấy Và cuối cùng cái thấy của nó ván lạng luôn Nó trở thành niết bàn Cái không thấy Nhưng mà cái điều này mình phải rà soát dữ lắm Mình rà soát rất là lâu Mình theo dõi đó là thiền đó là cái theo dõi mà được cái đó biết được đó là nắm cái quả đó là thiền chứ không phải ngồi im lặng như vậy là đúc một cái tượng rồi để ngồi đó ông đó ngồi hoài sao ông đổ thiền gì đâu còn một người mà có đầy đủ tư áp thì ngồi đó lộn xộn nghĩ ngợi rồi tính toán kê khai chứ đâu gì đâu đó. cho nên do như vậy cái thấy thực sự chị tới vào cái cái điểm cuối cùng cái, cái chân thật chân lý đó thì người đó gọi là thiền và và đạt thiền Bởi vì nếu mà không có thấy đó Thì có người không định Nghĩ cái này, nghĩ kia lung tung Thì sao thấy Còn cái thấy nó không có nghĩ Cái nghĩ nó không có thấy Cái nghĩ tức là nó trao đổi chất Nó trao đổi hình Cái này nó qua kia Trong đó nó có cái sự phân đoạn tính toán Nó có, có một cái tính chất dữ liệu của nó Cho nên trong cái nghĩ nó không có thật nhưng mà cái thấy thì nó có thật Lúc nào nó cũng thấy Nhưng mà chúng ta vì khi cứ nghĩ Thì nó nó tạo thành một cảm xúc nội tại Cho nên mình thấy mình cần nghĩ Bị mày im để tao đương nghĩ nghe <laughs> Đương nghĩ ra Nó vậy đó Nó đương cần nghĩ nếu, nếu nó biết rồi thì nó đâu cần gì nghĩ Nó nghĩ tức là nó coi thứ thật sự Cái đó là cái gì nó tính toán Mà nó coi nó nghĩ là gì Nó nghĩ là nó đương tìm kiếm Nó đương tìm kiếm một cái gì nó bằng làm đích thật đúng đắn nó tìm kiếm thì trong khi nó không biết nó bước tìm kiếm nếu một người thấy trước không cần suy nghĩ thiệt sự vậy nó tìm kiếm cái gì để phù hợp và không phù hợp cái đời sống công việc làm ăn hay là bất cứ chuyện đạo lý thì cái đó là bắt đầu cái nó đã đi ra ngoài chính nghĩa là nó đi lắp ghép những cái khóc vào còn cái tính tự tính nó là nói cho nên Tôi nghĩ nó, nó cũng giống như cái kiến này nó đeo này. tôi đeo vô cái kiến cái kiến nó tốt thì tôi thấy chữ không không tốt này kia như vậy nhưng mà cái không thật nó do cái kiến thì thấy vậy thôi chứ không phải cái, còn lấy cái kiến thì cái chữ nó cũng vậy còn con mắt thật của tôi thì lúc nào nó cũng cũng mê cũng mù này kia cho nên mình nghĩ ra nó giống như có cái mới và mình thấy không có cái nào hơn cái này thì cái này đúng trong khoảnh khắc nó nói đúng cho nên con người của mình nếu thành cái vấn đề học đạo thật sự là vấn đề phải tự biết đạo mà đạo là đạo là cái biết. Bởi vì chúng ta phải ở trong cái 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 biết, cái biết mà chưa biết tức là vô vi. Cái chưa biết, cái chưa biết và cái không có gì cái tính chất không có trong lòng không có xác định không có nói nó là cái gì cái gì hết mà không sanh ra tư tưởng hết mà trong đó nó rõ ràng nó biết thì ngay từ bắt đầu cái chỗ đó là chỗ khởi đầu của đạo tức là nó là cái vô vi ngay từ ban đầu cuối cùng nó cũng là cái đó cho nên gọi là vô vi thiên địa chi thủy thiên là trời địa là đất trời là đất hay là nói chung tất cả âm dương vật lý tất cả gì đó nó từ cái chỗ đó mà phát sinh uhm còn cái hữu vi tức là chúng ta bắt đầu sanh sanh niệm sanh mộng sanh cái đang là sanh hiện hữu sanh đủ thứ thì vạn vật chi mẫu tức là nó hình thành ra cái đặc để cái khuôn phép cái đời sống cái tôi cái gì đó nó hình thành ra cái biết cho nên vô danh thiên địa di thủy hữu danh vạn vật chi mẫu bây giờ muốn biết cái sự thật hay không có thấy cái quyền diệu hay không tức là chúng ta dứt hết dứt hết tầm tứ phỉ an lạc định gì dứt hết bỏ hết không phải bỏ nhưng mà từ không ở trở về không ừ. cho nên gọi là thường vô dục bởi vì cái này cái kia nó đều là dục đúng cũng là dục sai cũng là dục từ cái biết cái đồ đây nó nó mới sanh ra sự hối thúc nó tạo ra một lực hút và lực đẩy tự động cái tâm thôi cho nên cái dục là cái sự thu rút của nhau thu rút cái này với cái kia đủ chuyện hết cả cho nên nó thường vô dục nếu mà thường không có cái đó thường ở trong cái đó mà thấy hoặc không có cái đó thì thấy cái nguyên lý thường vô dục dĩ quan kỳ diệu tức là thấy chỗ quyền diệu thường vô dục dĩ quan kỳ diệu nhưng mà cái câu cũng hay nữa là thường hữu dục dĩ quan kỳ khiếu nếu mà thường có dục thì phải thấy cái đường đi nước bước của nó thấy cái sự lắp ráp của nó tất cả mọi cái nó như thế nào nhưng mà thử lưỡng giả đồng hai cái đều bằng nhau tất như vị danh cái đây là cái câu cái bài đầu tiên của sách lão tử tức là đạo đức kinh nghĩa là tôi tôi đọc rồi tôi khoái đó hồi trước khi mà tôi biết giáo lý nữa hồi hai mươi tuổi hồi hồi mà ông Nguyễn Duy Cần ông mới dịch cái bản ban đầu cái bản ban đầu tôi coi Tôi học mà ngay có bài kinh ban đầu tôi thấy chịu Tôi chấm đúng <laughs> à, Cho nên tôi thuộc luôn ừ. Cho nên ông nó đừng có thường tắc hữu đoạn Câu tắc hữu đoạn Hồi hộp hư ly sanh giả hữu tử Nó cũng nói. Cái mà thường đó thì nó không phải thường Nhưng mà nó sẽ đoạn Đừng có nghĩ là thường Câu thì thì đoạn thì rất là cho nên cái tất cả nó đều là cái cái từ đó nó nằm trong cái tương đối của sự đối lập thức đối lập ý tình của cho nên trên đời này nó không có cái gì phải không có gì trái này kia nhưng mà nó có một cái quy luật ở chỗ này ở chỗ kia ở cái cái, cái 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 năm tháng bây giờ cái năm tháng ngày trước hay là cái năm tháng về sau nó sai khác nhau trong cái cách dùng trong cái cách nghĩ trong cái sự giao tiếp và trong cái sự tính chấp thọ hưởng nó khác nhau chứ không có cái gì phải không có cái gì quấy cả nó phải là phải bây giờ nhưng mà ngày mai nó sẽ quấy nga có chuyện lớn lao nhất cũng vậy chuyện thiên trời địa đất nghĩa là tổ quốc dân nguy gì đó cũng cho nên chúng ta ví dụ như bây giờ mình hành xử như thế nó là ở trong đất nước nhưng mà nếu mình kết hợp con thế giới thì nó có cái thế cái đại đồng hay bất cứ cái gì đó Nó sẽ thay đổi Nhưng mà chỉ trừ một cái mình làm việc gì mà tổn thương cho người khác trái lương tâm Thì cái đó là cái không tốt Cho nên cái luật hay là cái lẽ phải Muốn chắc chắn nhất là phải thấy chính mình Cho nên phải vô vi chi trị hành bất ngôn chi giáo Vạn vật tắc yên như bất từ Sinh như bất chi Vi như bất thị Vô vi là gì? Vô vi tức là ở trong sự ván lạng Sự thanh tịnh vô vi Mà nó nó tự an ổn Tự thanh bình Gọi là vô vi chi trị Mà lúc đó nếu mà thật sự mình vô vi rồi Thì mình cũng có thể nói cho người ta biết Cái vô vi đó Và người ta sẽ nghe cái điều đó Bởi vì điều đó là điều của họ Chứ không có điều của ai cả Thành bất ngôn chi giáo Cái lời lẽ nó khiến cho người ta nó chọi với cái ý nghĩ người ta lời là cái do là mình nghĩ mình nói mình nói ra nó tái với ý nghĩ người khác có khi thì người ta cũng đồng có khi người ta khóc có người ta lộn xộn cho nên vô vi chỉ trị hành bất ngôn là không có lời chi giáo thì vạn vật tất yên như bất từ vạn vật tự nhiên nó an ổn nó tự sanh tự diệt tự biến đổi nó theo cái âm dương trời đất cây cỏ gió mưa hay là con người vậy cứ tự sanh nhưng mà không ai chịu theo cái đó đâu Ừ. Ừ. cho nên công hành như vậy đó ừ. mà vượt việc rồi thì hãy bỏ đi chứ đừng đừng có tự hào tự đại tự sân tự công nên là công hành như, như phật cư phù di Pháp cư chỉ thị phật cư đó là nguyên văn một cái bài nói ừ cho nên sách lão tử không phải là sách phật nhưng mà âm cũng có những điều hiểu biết giống như độc giác vậy. Ừ. cũng như những cái bài mà cốc thần bất tử rồi đó là ở trong cái chỗ sâu xa đó sẽ được trường sanh bất tử đó. người ta những đầu tiên người ta lấy đó người ta học người ta tu người ta thành tiên ừ. cho nên những cái giáo lý trên thế giới này nó có nhiều nhiều cái, cái 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 hướng nhiều những cái cách giúp đỡ dẫn dắt loài người nhưng mà tùy theo mình phù hợp đó. chứ cái giáo lý xưa ví dụ ibani sát như, như vệ đà ông nghĩa thư đó, nó có trước đức phật rất lâu rồi à, tới 10 ngàn năm à, cũng như còn có đậu bon đó, nó cũng lâu xa lắm bởi vì bất cứ cái nào mà nó nói ra được cái chân lý thì nó làm cho con người tỉnh thức giác ngộ nó giảm cái điều ác tăng cái điều thiện nó thở ban đầu hoặc là nó đi vào cái tính chất nghĩa là không thay đổi ừ. cái, cái sự hiện tiền thực tại thì giáo lý đó cho nên tất cả cho nên cái cái phật là cái sự tính thức giác chứ không phải là ông phật hay là chỉ phật vậy cả không không có cái cái chỗ đó cho nên nói phật là giác mà cái tính giác là nó ở trong tất cả mọi cái người mà họ tỉnh thức và họ dạy dỗ nó nhiều hay ít chứ chứ không phải cũng như là cái cái bờ biển cái cái trong mấy chớm cót chớm nước thì nó cũng là biển cũng là nước biển mà ra giữa cũng nước biển ra sâu chừng nào cũng là nước biển nghĩa là nó là nước mạng đại khái là tứ hà nhập thải đồng nhất vị diêm tới chủng xuất gia đồng nhất gì thích tánh nghĩa là bốn bốn sông lớn mà chảy ra thì đồng một cái cái, cái vị mạng của biển bốn dòng họ mà xuất gia thì đồng là họ thích <laughs> tôi biết thành nó cười gì thích đủ thứ đó hả thích không qua là không phải là thích ưa đâu nha đó. chữ thích mình hiểu là thích ưa thì ông thích cái gì đó là ông, 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 ông theo Phật đó. Cho nên cuộc sống này đại khái là chúng ta hãy sai vào bên trong Và thấy đầu tiên là thấy mình muốn gì hay là mình nghĩ gì Rồi kế đó đó mình hỏi tại sao Tại sao nhưng mà khi mình nói cái tại sao đó thì mình đừng có nói đó là vì cái cái tại sao đó mình bị từ cái đó nó sanh ra cái đó cái đó tức là mình sai chiều lại sai chiều để lấy cái thấy mà dò được cái sự thật khi sự thật nó đúng rồi nó tức là cái thấy còn cái còn cái thấy mà dốc ngộ liền á tức là thấy tất cả như chính như chính cái đương sự như chính cái đó chứ nó không phải là đúng sai phải quấy câu thấp ngắn dài không có dễ cả tức là cái thấy nó tự bình an à. Cái thấy nó nó vượt ngoài sự sanh diệt sống chết à. Còn cái thấy thứ nhì á, là thấy Nhưng mà chỉ là cái thấy Cũng như Đức Phật dạy nghe chỉ là cái nghe Thọ tưởng chỉ thọ tưởng Thức tri chỉ thức tri Cho nên vì thế cho nên chúng ta thấy Hiện tại nó xảy ra Ở trong tâm thức của mình Rồi mình lấy cái tâm thức của mình Mình bước trùm ra cái hiện tượng thế giới Mình phân biệt phân chia Chứ không phải là cái thế giới nó tự như thế cho nên cũng một cái hoa người đó cho đẹp người đó không thấy đẹp thì tự cái chỗ cái thức mình nhận xét thôi cho nên tất cả cái vạn pháp là duy tâm từ tâm thì bây giờ mình phải quay về tâm quay về tâm thì phải dùng cái thấy mà dùng cái thấy thì đừng có thành kiến đã thấy như thấy rồi lần lần tự nhiên nó bình an thì mình thấy ở đâu cũng giác ngộ được ở đâu cũng có phật được đó, nó là như thế cho nên cái chủ đề này nó ra nó có trúng không Ừ. Đó, chúng ta không thể là cái cái chúng ta cho đến khi tỉnh thức đó là đúng rồi ừ. tôi sợ tôi nói tôi nói sai tôi viết sai tôi nói sai rồi nó cũng đúng giờ nữa <laughs> mình nói đúng thì cái thời gian nó cũng đúng thời gian trong tâm với thời gian ngoài nó cũng vậy thôi